Chiều 12 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông tin kết quả điểm thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông chuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 135 hội đồng thi với 126 hội đồng thi thường và 9 hội đồng thi chuyên. Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi đối với lớp 10 thường là 74.180 học sinh. Số thí sinh thi vào các trường chuyên, lớp chuyên là 6.147 học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 10.251 cán bộ coi thi và 675 lãnh đạo phụ trách hội đồng thi. Riêng công tác lên điểm, ghi điểm, trực phát, soi dò và thu phát bài thi của học sinh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng huy động hơn 4.000 cán bộ giáo viên. Trong đó, ba môn văn, toán và ngoại ngữ cùng dẫn đầu số lượng giáo viên chấm thi với 720 người. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6. Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020, công tác chấm thi đã được triển khai từ 15 giờ ngày 3 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đối với tuyển sinh lớp 10 thường, số lượng bài dự thi môn ngữ văn là 79.594 bài, trong đó số lượng bài thi dưới 5 điểm chiếm tỷ lệ 5,31%, bài thi bằng và lớn hơn 5 điểm chiếm tỷ lệ 94,69%, bài thi từ 8 điểm trở lên chiếm tỷ lệ 10,9%. Đối với môn toán, có tất cả 79.572 bài dự thi, trong đó số bài dự thi có kết quả điểm dưới 5 chiếm tỷ lệ 49,62%, bài thi bằng và hơn 5 điểm chiếm tỷ lệ 50,38% và trên 8 điểm chiếm tỷ lệ 7,67%. Riêng đối với môn ngoại ngữ, có 79.234 bài dự thi, trong đó bài thi dưới 5 điểm chiếm tỷ lệ 58,4%, lớn hơn 5 điểm chiếm tỷ lệ 41,6% và 9,7% bài thi trên 8 điểm. Đối với tuyển sinh các lớp 10 chuyên, môn ngữ văn có 49,72% bài thi dưới 5 điểm, môn toán dẫn đầu tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm với 93,5% và môn tiếng Anh có 90,7% bài thi dưới 5 điểm. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề thi môn ngữ văn năm nay bám sát thực tế, gần gũi cuộc sống, vừa sức học sinh, đáp ứng yêu cầu không khuôn mẫu và phát huy tư duy học sinh. Đề thi môn toán hay có tính phân loại cao thí sinh, chuyên môn ngoại ngữ đề thi phù hợp và bao quát chương trình học, nhắc nhở các trường dạy đúng và đủ chương trình. Các em thí sinh tiếp cận đến một cái đổi mới của ngành giáo dục đào tạo thành phố, nó rất là phù hợp với lại cái xu hướng chung của chỉ đạo của Bộ Giáo dục đào tạo, là chúng ta chỉ đạo dạy và học theo cái hướng tiếp cận năng lực, không có đặt nặng nhồi nhét kiến thức. Thì rõ ràng là cái đề thi của năm nay là đáp ứng được cái vấn đề đó. Kỳ thi đã diễn ra rất là tốt đẹp, mà đánh giá cung của đội ngũ thầy cô giáo ở cấp trung học cơ sở, tức là những người trực tiếp giảng dạy các em học sinh lớp 9, thì cũng rất là vui khi mà cái đề của chúng ta nó đáp ứng được một cái kỳ tuyển sinh. Thứ nhất là các em học sinh thì không có bất ngờ, không có lạ lẫm với cái dạng ra đề, nhưng đề vẫn rất là mới, rất là sáng tạo, chứ không phải là cái thói quen, cái đề quen thuộc nhưng không phải là cũ, mà có nhiều cái yếu tố mới trong cái đề thi. Cái thứ hai là điểm phân hóa tốt, cái điểm mà năm nay mà cái từ năm trở lên phân hóa rất là mạnh, tức là 5, 6, 7 thì nó một cái lượng, một cái lượng khoảng chiếm hơn phân nửa của cái tỷ lệ trên trung bình. Tuy nhiên cái điểm 8, 9, 10 cũng là một cái dạng mà chúng ta đang để mà được chọn được cái học sinh khá giỏi vào những cái trường top đầu của thành phố. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày mai 13 tháng 6 sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và diện tuyển thẳng. Dự kiến ngày 14 tháng 7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 của 112 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.